Chào các anh chị và các bạn, đây là kênh mà tôi sẽ tổng hợp kiến thức, hình ảnh về các loài cây của Việt Nam và công dụng của chúng trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cây cỏ thiên thảo, còn gọi là cây cứt lợ, kiếm, thuộc họ hoa môi. Cỏ thiên thảo thân vuông, có lông, nhất ở ngọn, lá mọc đối, có cuống rõ, phiến hình bầu dục, có lông ở cả hai mặt, dài từ 7 đến 15 cm, rộng từ 3 đến 6 cm. Hoa màu hồng hay hơi tím, mọc thành vòng, nhiều hoa xếp nhau ở kẽ lá, hoa không cuống, tai hình chuông, năm răng, quả bế tư, nhãn. Cây mọc hoang dại ở khắp nơi trong nước ta, còn mọc nhiều ở nước nhiệt đới, châu Á. Người ta thường dùng bộ phận trên mặt đất, dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô. Dân tộc miền núi vùng Nha Trang dùng lá và cây sắc uống thuốc chữa đau bụng, còn được dùng làm thuốc xông cho da mồ hôi. Anh chị nên tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng cây thuốc này. Nếu thấy nội dung này là hữu ích thì nhờ anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình và ấn thêm vào nút like để giúp cho kênh có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.